nhiều ạ. Dạ. À, chắc có lẽ là bài này đó là bài gây được nhiều cảm xúc nhất khi bà Lộ đến lên sân khấu. Có lẽ là bài của mình luôn, cho nên là mình cảm giác nó rất là đầy mà. Từ cái ngày đầu tiên hát cho đến bây giờ hát nhiều lần rồi nó vẫn giữ được cái cảm xúc đó quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Còn cái nhà có liên quan gì ạ? Hả? Gì ạ? Khóc hả? Gì? Cái mặt có khóc xấu thì có tắt nhạc nha. Cái mặt cảm động á hả? Dạ. Rồi, dạ trước à, Happy Day ơi, học chợ với hả mấy má?